cắt bàn sườn ở Hà Nội. Nay vừa mới gửi hàng lên đây. Nay vừa mới gửi hàng ở đây, mình vừa mới bóc ra. Thì mình xin giới thiệu với các bạn căn máy này nhé. Con máy này là con máy cắt bàn sượt mini Rafa. Đây, mình sẽ quay gần cho các bạn xem. Đây, đây là con máy Rifa. Model là ZF72105. Dùng điện là 220-240V, 50Hz, 5A và công suất của nó là 1200W. Đấy. Đấy, một số thông số đây của Malaysia. Đấy. Lưỡi cưa rất bén, sớm nay mình thử rồi, cưa rất ngọt. Nó gồm một số cái linh kiện như sau. Máy này máy cắt sẻ mini gia đình mà nó không bụi. Cái này chúng ta sẽ gắn vào đây. Đây, gắn này tí nữa tôi sẽ ráp lại cho các bạn xem và tôi sẽ test thử cái máy này xem thế nào. Đấy, mở lên xuống. Máy không bụi. Và đây là cái cữ này, cữ di chuyển. Di chuyển. Và chúng ta phải lắp thêm cái này vào đây. Đấy, khi chúng ta dùng cái phím này lắp vào, còn nếu mà chúng ta dùng cái chia độ. Đấy, góc chia độ đây có chắc chia độ đây. Các hướng ta xoay, ta cắt góc. Đấy, cắt góc vào gỗ. Ví dụ như cái thanh gỗ này chúng ta sẽ đặt vào đây. Đấy. Và chúng ta sẽ cắt góc, chúng ta đẩy. Đấy. Không dùng đến thì ta lắp cái này sang bên này và tháo bỏ cái này ra. Đấy. Đây, tháo bỏ cái này ra rất là tiện lợi, rất là nhẹ nhàng. Đấy. Và đây chúng ta sẽ dùng. Và đây là cái cữ để căn van gỗ. Và đây có một cái thanh hỗ trợ. Anh hỗ trợ để ta đẩy cho nó an toàn. Đẩy an toàn. Và trên mặt này có bằng kim loại. Bằng tấm kim loại. Rất là đẹp, chắc chắn. Có vẻ ổn. Tối nay mới thử test qua cái vòng quay của nó. Tốc độ cắt rất ngọt và êm. Đây là lưỡi cắt của nó. Lưỡi cắt này có thể nâng lên được. Và đây có thước này. Đấy, các em bạn nhìn. Đấy, đây có thước. Có thước. Tôi giới thiệu thêm một chút. Đây là cái công tắc của nó này. Đấy, bấm chạy này. Và đây là cái điều chỉnh hướng. Đấy, cái này rất là hay là có thể ta điều chỉnh được xoay đây. Ta xoay đây thì sẽ là điều chỉnh lưỡi cưa. Lưỡi cưa xuống thấp này đấy, các bạn nhìn thấy không? Đây đang xoay lưỡi cưa xuống thấp dần. Và ta xoay thì điều chỉnh lưỡi cưa lên. Lưỡi cưa là lên được tầm hơn 5 phân. Đấy, xoay đẩy lưỡi cưa người lên. Đấy, xong đó đặt định vị lại. Ở trong cái phần này, dưới này nó có cả cái phần cho lưỡi cưa nó nghiêng đi. Đấy, các bạn nhìn này. Lưỡi cưa nó nghiêng này. Đấy, tức. Mở lên lại. Đấy, nó nghiêng được 45 độ. Đấy, chỉnh cái góc cưa được 45 độ. Chỉnh lưỡi cưa được 45 độ. Đấy, chỉnh được góc lưỡi góc cưa. Đấy, góc cưa 45 độ. Để chúng ta có thể cắt vát góc. Cắt vát góc cho cái sản phẩm của mình. Cái này là dùng cho gia đình để cắt khung tranh này, khung tranh rồi là đóng những cái đồ rất gia đình rồi những cái mô hình thì là rất tuyệt vời. Đấy, đây là cái này để vặn gít vào đây. Và thêm một cái phần nữa để giới thiệu với các bạn các cái bộ máy cưa mini này. Đó là chúng ta có thêm một cái chân phụ. Đây là cái chân phụ để chúng ta có thể mở rộng cái bàn cưa này. Bàn cưa nó rộng
cái bàn bàn cưa. Cái tem bảo hành cái gì của nó đây, tôi vừa mới nhận. Đây là cái lát của cái hệ thống bảo vệ này mà. Đây là cái tinh đẩy.
bạn nhé. Bay ra phía này. Cơ bản là đẹp. Xin chào các bạn nhé. Để mấy bữa tôi thử đóng các đồ xem nó thế nào. Rồi, xin chào các bạn.